Ok, hello, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hiện tại thì bên em Thịnh được về rất là nhiều dòng xe. Thì mời anh em mình qua tham khảo, lái thử, chạy thử, cùng trải nghiệm thử với em Thịnh. Ở bên em có những dòng xe từ vài chục cũng có, vài trăm cũng có. Đặc biệt bên em có bán góp, có cho nợ, đó, có bán thiếu, có giao lưu xe máy, giao lưu ô tô. Phải, anh em có đất thành phố Bến Tre, đổi ô tô, em bù tiền, chơi luôn. Đó, sẵn đây em sẽ cập nhật một số cái mẫu xe mới về cho anh em mình tham khảo nha. Innova G mới vừa về, để cho anh em mình G227, chất xe rất là đẹp, để cho anh em mình 210 triệu, Innova G nha. Đó, xì bắc 2011, 5 chỗ ngồi luôn, lên 5 chỗ ngồi. Đó, để cho anh em mình xe này chỉ có nhiêu đâu, 75 triệu màn hình Android luôn anh chị nha. Cập nhật cho anh em mình xem một mớ cái dòng xe mới về nè. Đó, rất là nhiều luôn. Cũng như trong clip này, anh em thích xe nào cứ bình luận bên dưới đi, em sẽ trả lời từng anh em mình luôn nha. Innova này có 170 triệu nè, Hilux, 22 cầu, máy dầu, trục bô, trong cây chạy 5 lít máy dầu à. Đó, anh em nào mà không tin thì cứ qua mua thử biết liền à. Chạy ẩu dữ lắm thì 6 lít chạy như em, chạy chắc khoảng em chạy dìu dìu khoảng chừng cỡ 5 lít rưỡi thôi. Tại vì em đã đổ dầu chạy thử, em đi bữa giờ đi mấy tỉnh rồi. Đó, cực kỳ chất lượng luôn, 292 triệu. Atis G, ghế nỉ đẹp, túp ly nỉ đẹp, để cho anh em mình chỉ nhiêu đâu 155 triệu thôi. Đó, Civic cọp nữa anh chị, Civic cọp luôn nè. Cũng có đâu có nhiêu đâu, có 350 triệu anh chị ha. 2012 form mới luôn. 2012 phơm mới cũng đèn rất là đẹp luôn nè anh chị nha. Đó. Ở đây mới về em được Vios nữa nè anh chị nha. Vios, Segato, Camry. Camry mới về một xe nữa mà chị đang quay cho anh em mình xem. Cũng có 300 hơn thôi. Camry còn một cặp, Segato còn một cặp, Vios còn tới 5-6 xe. Đây là Vios E nữa nè anh chị. Vios E cũng mới về nè. E luôn nè anh chị. E xịn gia đình nha, không taxi dịch vụ nha. 310 triệu nữa nè. Đó, đẹp không? Đó, morning màu trắng bên đó khách mới cặp rồi. Morning màu trắng đó thì 155 triệu, bên em còn màu bạc nữa anh chị ha. Màu bạc, màu vàng đủ luôn nè, vàng trong vàng tự động 165, số sàn hiện 155 anh chị ha. Highlander thì ở 135 máy dầu 206. Xe này nhiều mới sẽ lên sóng chi tiết cho anh em mình nè. Laser 2000 nỉ riêng luôn, có nhiêu đâu. 79 triệu anh chị, nỉ riêng luôn nha. Đó, Camry i10 rồi quá trời nè. Anh em qua lựa thoải mái, Camry 320 Segato một cặp luôn, 389 triệu 2017 nữa nè, số tự động nè, lấy số vô lăng nè. Highlander này 98 triệu nè, mới sơn nguyên con luôn nè, sơn 80% chiếc xe, máy dầu 2.3 màn hình Android luôn, 98 triệu nữa nè. Anh em qua lựa, lái thử, chạy nghiệm thử với em Thịnh nha. Rất là nhiều dòng xe anh em qua lựa, lái thử. Có xem là sẽ có bớt và có chạy thử là sẽ có bớt nha. Rất là nhiều Mondeo 200 mấy, Cruze 200 mấy nữa nè. Anh em qua lựa, lái thử, chạy thử vô tư, có xem là sẽ có bớt nha. Anh em nào xem được thì alo cho em qua số 0866 6789 71 nha, hoặc 0834 33 3371. Cảm ơn anh em mình nhiều nha.